Màn đối đầu giữa Red Bull Sabu với Inter Milan diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 10 tháng 8 trong khuôn khổ giao hữu các câu lạc bộ 2023. Trở lại với châu Âu, Inter Milan sẽ có hai trận đấu dễ thở trước Salzburg và NAT Aragorn để rồi khép lại chuyến du đấu hè 2023. Inter Milan vừa khép lại loạt trận giao hữu tại châu Á tương đối ấn tượng. Cụ thể, họ có được trận hòa 0-0 trước Anna đội bóng mà Ronaldo và loạt các ngôi sao từng thi đấu tại châu Âu và một chiến thắng trước Paris. Phía đối diện Salzburg đã bước vào mùa giải 2023-2024 và họ sẽ chủ động thi đấu giữ sức ở trận giao hữu. Được biết, cuối năm 2022 vừa qua, Salzburg từng để thua 0-4 ở trận giao hữu trước Inter Milan và nhiều khả năng đội bóng của Áo sẽ nhận thêm một kết quả thất vọng. Tổng kết, trận đấu giữa Red Bull Sabu với Inter Milan hứa hẹn sẽ mang đến những giây phút căng thẳng và hấp dẫn ngay từ tiếng còi khai cuộc. Dự đoán kết quả sẽ là 1-3.